Heidi Klum, chân dài hot nhất Victoria's Secret cởi trần tắm nắng, body còn gây choáng hơn nữa. Heidi Klum là một trong những chân dài sở hữu thân hình quyến rũ bậc nhất nhà Victoria's Secret. Mới đây, cựu thiên thần chia sẻ khoảnh khắc tắm nắng cực sảng khoái trên trang cá nhân khiến dân tình dậy sóng. Trong bức ảnh đăng trên Instagram cá nhân, nàng siêu mẫu cởi phăng áo ngực, nằm dài trên ghế tắm nắng và chỉ mặc một chiếc quần bikini màu xanh lá cây nhỏ xíu họa tiết hoa cúc. Bức ảnh mát mẻ làm khán giả tắt mồ hôi hột khi chủ nhân để lộ đôi gò bồng đào căng tràn, vòng eo phỏng lì cùng đôi chân thon gọn. Ở tuổi 48, thiên thần nội y từng trải qua 3 đời chồng vẫn giữ được body bốc lửa ít ai sánh bằng. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi body nóng bỏng của nữ siêu mẫu, một số người cho rằng cô nàng đang phô phang cơ thể quá đà trên mạng xã hội, nơi có cả những cô bé mới lớn và điều này không tốt chút nào. Tuy nhiên khi nhìn lại hình ảnh quá khứ của nữ siêu mẫu thì việc cô nàng khỏa thân tắm nắng là quá bình thường. Rất nhiều lần, Heidi bị cánh săn ảnh bắt gặp không mặc gì, đứng trên ban công hay ngoài bãi biển để tận hưởng ánh nắng mặt trời. Heidi Klum từng khẳng định cô là người theo chủ nghĩa yêu bản thân từ những điều tự nhiên nhất nên không hề ngại ngùng khi bán nút mỗi lần đi tắm biển. Siêu mẫu chia sẻ trên tạp chí Ocean Drive: "Tôi không vấn đề gì với chuyện khỏa thân, tôi cảm thấy rất tự do. Khi ở trên bãi biển hoang vắng, không có nhiều người, tôi thích để ngực trần." Chân dài cũng khẳng định để ngược chân tắm biển đến khi già mà không sợ bị đánh giá, soi mói. Nỗi e ngại body xuống cấp theo thời gian cũng chẳng làm cô nàng phiền lòng. Heidi Klum sinh năm 1973 tại Đức. Cô được tiếp xúc với thời trang từ nhỏ do có mẹ làm stylist, còn bố là quản lý của một công ty mỹ phẩm nổi tiếng. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Heidi đã nuôi ước mơ trở thành một người mẫu nổi tiếng. Năm 18 tuổi, cô xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi người mẫu quốc gia năm 1992. Năm 1993, Heidi chuyển đến Mỹ để theo đuổi nghiệp mẫu, sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng với chiều cao 1m76, số đo 3 vòng 896592, cùng đôi mắt xanh lá pha nâu ấn tượng, cô ghi dấu ấn liên tục, được xuất hiện trên những tạp chí thời trang hàng đầu như Vogue, Marie Claire, Elle. Cô ngay lập tức được thương hiệu nội y đình đám Victoria's Secret mời ký hợp đồng trị giá hàng triệu đô la. Không chỉ là thiên thần lâu năm của Victoria's Secret, Heidi Klum còn lấn sân sang ca hát, đóng phim và kinh doanh. Nhiều năm liền, Heidi Klum luôn lọt top 1 trong những siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới. Năm 2011, tạp chí Forbes ước tính thu nhập của cô là 20 triệu đô la trên một năm. Hiện tại ở tuổi 48, Heidi Klum vẫn thường xuyên xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài bốc lửa khó tin. Cuộc sống hạnh phúc cùng nhan sắc quyến rũ của cựu siêu mẫu đình đám khiến người hâm mộ không khỏi suýt xoa cảm thán.